Vũ Thực Nhớt, Trần Đại Quang vừa qua đời. Đây là cái sự mất mát lớn của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà cũng là sự mất mát lớn của Phật giáo. Vì đương thời Ngài đã có cảm tình sâu đậm với Phật giáo khi chúng ta khởi công xây dựng cái ngôi Việt Nam quốc gia. Chính Ngài là cái người mà xin cho tăng ni Phật tử miền Bắc đúc tượng bổn sư mà thờ ra cái điểm này. Và đích thân trong khi làm lễ rót đặt, Ngài tham dự được cái tin mà qua đời của người tăng ni Phật tử chúng ta để tỏ lòng biết ơn. Đồng thời chúng ta cũng có cái lễ cầu nguyện cho an linh của người được sanh về thế giới an lành. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Pháp Đại Chứng Minh. Thank you.